Mọi người có thấy con mèo mình ở đâu không? So good. Chào mừng mọi người đến với Get Ready With Me. Yeah. Q&A. I'm so happy to be born as a girl. I don't know, I just love girl stuff. I love makeup, I love everything about that. I'm just very enjoy it. Và mình rất là hy vọng tụi mình sẽ luôn cảm thấy thiệt là xinh đẹp, luôn cảm thấy thiệt là hạnh phúc, không chỉ trong ngày quốc tế phụ nữ mà còn là tất cả các ngày khác nữa. Happy Women's Day, everyone! Okay, let's get started. First, sunscreen. Mình dùng đây chắc là tiết thứ 3, thứ 4 rồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái da mình nó... đợt mình xài ké, một cái dạng sữa, thì mình thấy là có vẻ như là da mình xài dạng sữa ok hơn. Nhưng mà thật ra là hình như là mình phải dưỡng ẩm trước nữa. Nhưng mà I don't know, I feel like it's too much. I don't know, I don't care. This concealer, làm thế nào để trở nên tự tin hơn? Nhiều người bảo với em là fake it until you make it, nhưng mà em vẫn không fake it được. Start to do something for yourself. Với cá nhân của chị á, thì chị trở nên tự tin hơn khi mà mình đã đạt được một cái thành công gì đó cho riêng mình rồi, thì tự nhiên mình cũng cảm thấy là mình có giá trị, và mình cũng cảm thấy là mình có sự đóng góp và mình có khả năng. Thì tự nhiên lúc đó mình sẽ có được cái vibe là yeah, I know who I am, rồi I know my value, kiểu như vậy. Chứ mình không thể nào tự tin nếu như bản thân mình không có gì á. Mà chị cũng không nghĩ là những người tự tin họ thật sự nghĩ là họ tự tin. Họ chỉ đơn thuần là họ không còn cảm thấy sợ khi phải đối diện với người khác. Họ không cảm thấy sợ khi mà họ phải đối diện với những thứ mới lạ. Họ không thấy sợ khi họ cảm thấy người khác giỏi hơn mình. Họ không cảm thấy sợ khi mà họ bị từ chối. Họ không cảm thấy sợ khi họ bị xấu hổ ấy. Thì đối với chị, cái câu chuyện này nó sẽ là cái câu chuyện của mindset thôi. Nếu như mà em vẫn còn sợ trong cái chuyện là sợ bị đánh giá nè, sợ giỏi chưa đủ, giống như là quá coi trọng cái chuyện là người ta có thích mình hay không, nhưng mà không quan trọng cái chuyện là mình có thích người ta không. Nên là chị cảm thấy là nó sẽ về cái chuyện là tập trung vào bản thân hơn là nghĩ tới người khác đang nghĩ gì về mình. Thì mình sẽ cảm thấy là mình thể hiện bản thân một cách thoải mái hơn và dễ dàng hơn. Ôi, thật sự câu này đối với mình rất là khó để trả lời luôn á. Trên khuyết điểm xong thì bây giờ mình sẽ tới cái bước gọi là phấn mắt. Ở trong này sẽ là những cái tông màu nude rất là dịu, rất là nhẹ nhàng thoai. Mình cũng chỉ muốn nó nhẹ nhàng thoai. Đó, nó kiểu nâu nâu vậy thôi. Tự nhiên mình muốn đeo lens ghê luôn á mọi người. Để mình xong cái này mình đeo lens. Mình vừa mới đeo lens vào. Cái điều mà khiến mình tự hào nhất trong năm nay đó là mình có thể đeo lens. Mình đã biết đeo lens rồi mọi người. Mình rất là thích màu mắt của Colourpop luôn, kiểu nó pigmented dã man. Em hay nghĩ mình thất bại quá chị, làm thế nào để vượt qua mặc cảm đó? Thật ra thì em cũng hỏi khá là chung chung, chị cũng không biết cái thất bại mà em đang nói này là cái mức độ nghiêm trọng nó như thế nào. Nhưng mà đối với bản thân chị, mỗi khi mà chị cảm thấy thất bại á, thì chị sẽ biết rằng là cái này là cái bài học mà mình cần phải học để mình trở nên tốt hơn. Và sau này chị cũng thấy cái sự thất bại nó là một cái điều mà nếu mà mình thất bại càng sớm thì sẽ càng tốt thôi. Bởi vì mình lúc đó là mình đã học được rồi, và mình có cái cơ hội để sau này mình trở nên thành công nhanh hơn. Và chị cũng thích một câu như thế này nha: nếu mà nó không hợp với mình thì tốt, và nếu như nó hợp với mình thì tốt hơn. Cả hai đều tốt. Chỉ là thành công thì ok, tốt hơn, nhưng mà nếu thất bại thì vẫn tốt. Và chị nghĩ là cũng hãy tin ở vũ trụ, ở cái điều đó. Tin rằng là những cái bài học hoặc là những cái thất bại nó đều là những cái bài học mình phải học cho cái hành trình linh hồn này. Nếu mà mình không học được á, thì sau này mình sẽ vẫn phải tiếp tục gặp những cái thất bại đó ở những cái dạng khác nhau. Mọi người cũng đối diện với sự thất bại rất là nhiều, chỉ là mọi người không post nó trên mạng. Và có thể là mình chỉ nhìn thấy cái thất bại của mình thôi, nhưng mà mình chưa có công nhận bản thân mình là mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nếu như mà em nghĩ lại á, thì em sẽ thấy là ôi, tại sao mình lại làm như thế nhờ? Tại sao mình lại không làm điều khác? Rồi mình có thể trở nên tốt hơn mà, mình có thể làm tốt hơn rồi. Không, bản thân em lúc đó đã làm tốt nhất rồi.
tốt nhất trong lúc đó rồi. Giờ em nghĩ lại thì chắc chắn là em sẽ làm tốt hơn là cái chắc chắn. Với cái sự hiểu biết đó, với cái môi trường lúc đó, với cái khả năng lúc đó, thì đó là những cái gì mà mình có thể làm tốt nhất rồi. Đương nhiên là khi mọi chuyện xảy ra rồi, mình nhìn lại mình mới thấy là ơ tại sao mình không làm như thế, tại sao mình không làm tốt hơn. Đó là bởi vì mình đang có cái khả năng hiểu hơn trước khi đó rồi. Nên là cũng đừng so sánh bản thân lúc đó, hãy tha thứ cho bản thân và hãy học được cái bài học đó, rồi mình lại move on, mình lại đi tiếp cái hành trình của mình. Em hãy tin là vũ trụ sẽ luôn đưa cho mình những cái bài toán mà mình có thể giải được. Sẽ không có cái bài toán nào mà quá sức với mình đâu. It's okay, move on. Thật ra là kiểu thà thất bại còn hơn là không làm. Nên là chị nghĩ là chuyện em thất bại cũng là một thành công rồi đó. Everybody fails and you're not alone. Cái bấm mi của mình đâu rồi? Cái bấm mi mình đang dùng là của Color Key. Tuy nhiên á, là mình đã từng dùng một cái bấm mi tốt hơn, mình quên tên rồi, nhưng mà mình sẽ put nó ở đâu đó bên đây. Và mình thấy cái đó bấm nó cong hơn thiệt. Nên là mọi người có thể thử cái đó nha. Chứ còn cái Color Key này thì mascara. Do I look good with the Armstrong? Má hồng, về beauty. Shit. Hi. Nhưng mà mọi người nhìn nè, it's so cute. Cái má hồng này mình thấy nó kiểu nó tán dễ mà nó lên màu cũng xinh nữa. Nên là mình đã muốn mua Ray Beauty từ lâu rồi, trước khi mà drama nổ ra nữa. Xong ai ngờ cái anh shipper vào đúng cái lúc mà drama nổ ra. A little bit up here. Đúng xinh luôn, không thể là chấp nhận được. Sao có thể xinh như vậy được? Oh my god. Làm sao để giữ động lực và luôn cảm thấy năng lượng à? Thực ra không phải lúc nào mình cũng có thể có động lực hết. Nên là chị nghĩ mình không được dựa vào động lực để mình làm một cái gì đó. It's about consistency, not motivation. Quan trọng là phải có kỷ luật. Nhưng mà chắc chắn là những cái kỷ luật của em cũng không quá khắt khe để bản thân mình bị rơi vào kiểu stress, hoặc là chán ghét bản thân bởi vì bản thân mình không làm theo ý muốn, hoặc kiểu nó sẽ không có sustainable á. Nên là bản thân chị hay tự cho mình những cái reward sau khi mà mình hoàn thành cái task này. Ví dụ như là thật ra là chị không muốn quay video, chị đang muốn chơi game, thì chị sẽ nói là bây giờ quay xong cái video này tao sẽ chơi game đó. Thì tự nhiên chị cũng cảm thấy rất là hào hứng để chị quay video xong để chị chơi game, kiểu như vậy. Kiểu động lực có thì sẽ rất là tốt, nhưng mà đừng có rely on động lực quá nhiều. Hãy tạo cho bản thân những cái reward nho nhỏ mỗi khi mà mình làm xong cái task đó, mình để mình cảm thấy là proud of myself, you know. Và thực ra là cái cảm giác tự hào về bản thân cũng là một cái reward. Đến tối em đặt lưng xuống, em nằm ở trên giường xong em tự hào về bản thân là ngày hôm nay mình đã có một ngày rất là năng suất. Đó cũng là một cái reward luôn. Còn để giữ năng lượng cho mỗi ngày thì chị sẽ luôn có những cái ritual để mình start a day á. Những cái ritual của chị nó sẽ là uống cà phê, YouTube, nến thơm với thoa má hồng lên là ta bắt đầu một ngày mới là tuyệt vời luôn. Sẽ luôn có những cái hoạt động mà em cảm thấy là tạo cho em một cái cảm giác hứng thú để mình có cái năng lượng lại, kiểu như vậy. Hope it helps. Son dưỡng Poppy Brown. Trời, son này xinh thật sự. Nhiều khi đánh son dưỡng thôi, không cần son bình thường nữa. Em luôn cảm thấy bị lợi dụng mặc dù đã sống rất tốt với người ta rồi. Thực ra thì chị được inspire bởi một cái video How to Mentally Level Up. Và lâu lâu chị cũng hay nghe để tự remind chính mình nữa. Em phải tôn trọng bản thân của em đủ. Nghe thì giống như là thì đương nhiên là ai mà chả tôn trọng bản thân mình đúng không? Nhưng mà thật ra cái chuyện tôn trọng bản thân nó cũng giống như thế này nè. Em có một cái xe hơi đi, thì cái cách mà người ta đối xử với cái xe hơi của em nó sẽ dựa trên hai cái. Cái thứ nhất là họ sẽ quan sát cái cách mà em chăm sóc cái xe hơi của mình. Ví dụ như là khi mà họ bước lên xe, họ thấy là cái xe sạch bưng, không có một miếng rác, không có một cái bụi nào hết trơn á, thì đương nhiên là người ta sẽ, họ sẽ không muốn là mình là cái người vấy bẩn cái xe đó. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã thấy là cái người chủ của cái xe này đã chăm sóc cái xe này rất tốt. Họ sẽ rất là chừng mực để không làm dơ cái xe. Nhưng mà khi mà họ đã bước lên cái xe và bản thân cái xe đó đã dơ sẵn rồi, ở đâu thì cũng sẽ thấy mấy cái ly trà sữa vẫn còn ở đó, hoặc là xíu xíu tự nhiên thấy có cái bịch snack, thì cái cách mà họ treat cái xe đó cũng sẽ thoải mái hơn. Họ cũng sẽ kiểu làm đổ xíu nước cũng không sao, hoặc là họ tiện tay họ để rác chỗ này chỗ kia, tại bởi vì bản thân người chủ họ cũng để rác ở đây mà. Thì giống như họ sẽ có cái
cảm giác thoải mái hơn khi mà để rác của mình ở trên xe, bởi vì mình đã khiến cho người ta cái cảm giác là người ta có thể làm gì rồi. Bản thân cái cách mà mình chăm sóc mình nó cũng sẽ phản ánh một phần nào đó cái cách mà người khác nên chăm sóc mình. Cái thứ hai đó là set rules, set boundaries, kiểu là không được ăn uống trên xe của tao, hoặc là không được gây tiếng ồn trên xe của tao bởi vì xe tao có con nít đó, chẳng hạn như vậy. Thì người nào mà không đáp ứng được những cái boundaries, những cái rules của mình thì họ sẽ không lên xe của mình, hoặc là đã lên xe rồi thì họ phải theo cái rules của mình. Thì quan trọng là mình phải set ra cho họ biết những cái luật, những cái giới hạn mà mình muốn người ta tôn trọng mình. Và trong trường hợp mà người ta vi phạm cái rules của mình thì cái hành động tiếp theo của mình là bỏ qua cho người ta hoặc là trừng phạt người ta, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái sự là người ta cảm thấy cái boundaries đó nó có bén, nó có dễ bị vượt qua hay không. Ví dụ như là người ta làm tổn thương em, xong người ta xin lỗi em, cái em bỏ qua, xong người ta làm tổn thương em nữa, cái em lại bỏ qua lần nữa, thì đương nhiên là người ta sẽ cảm thấy rằng là con nhỏ này thật ra là tao làm tổn thương nó thì nó vẫn sẽ đối xử tốt với tao lại thôi mà. Thì nó sẽ cho người ta cái cảm giác là người ta có thể mắc lỗi với em. Thì nó cũng dựa vào cái chuyện là em có dễ dãi bỏ qua những cái sai phạm của người ta hoặc là loại bỏ người ta nếu như mà người ta động chạm tới cái giới hạn của mình hay không. Nên là đôi khi á, mình cũng nghĩ rằng là mình đã tôn trọng bản thân rồi nhưng mà mình cũng không quá tôn trọng mình. Mình cũng cho phép những cái thứ bullshit nó tới với cuộc sống của mình quá dễ dàng như vậy. Mình không có một cái nào để filter, mình không có một cái boundaries gì hết, thì người ta sẽ cứ tới với mình thôi. Thế nên là setting boundaries sẽ là một trong những cái cách mà khiến em trở nên có giá trị hơn rất là nhiều, và sẽ giúp em thu hút những người mà họ tôn trọng những cái giá trị của em. Từ khi mà bắt đầu học cách tôn trọng bản thân cũng như là set boundaries cho người khác thì chị không nhận được sự yêu thích của tất cả mọi người như trước nữa. Nhưng mà that's good thing, because like những người đến với chị sẽ là những người mà họ thực sự yêu quý chị và tôn trọng chị. Chị sẽ không có thu hút những người mà họ chỉ đến và mess up hoặc là lợi dụng chị, thì chị sẽ... Nên là hãy tin bản thân mình xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, với những con người tốt đẹp nhất và những cơ hội tốt đẹp nhất. Và hãy chấp nhận là mình không có nhất thiết phải làm bạn với tất cả mọi người. Sẽ chỉ có những người nào tôn trọng mình mới được vào circle của mình á. Start to think about your boundaries and your life's completely changed. Like, it's a whole new level of that. Không biết mọi người có dùng nước hoa cho tóc không? Cái này là mùi white tea and thick. I don't know. Và từ khi mà mình phát hiện ra là nước hoa dành cho tóc thì mình không thể nào dừng dùng nó. Cuối cùng là mình sẽ dùng cái dầu dưỡng tóc của Kerastase. Cái chai này nhìn vậy thôi chứ hả, xài lâu lắm luôn. Giá thực ra là cũng hơi chát, nhưng mà mình thấy là rất là xứng đáng đồng tiền. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian với mình trong ngày hôm nay. Chúc mọi người có một ngày quốc tế phụ nữ thật là vui. Nếu như mà bạn có được nhận hoa hay không thì mình hy vọng là bạn sẽ cảm thấy đủ đầy và hạnh phúc. Và mình sẽ gặp mọi người trong video tiếp theo. Bye bye. Trời, cái mặt nó chết chiên thôi kìa. Cái mặt thái độ kinh khủng luôn á. Tóc mình chỗ này nó bị gì á mọi người? Nó sẽ sao á? Là sao vậy trời? What happened? Thái độ hả mày? Chuyện gì vậy trời? Anh thì không biết cái gì. Emogon. What is that? Nhưng mà những cái lens nó không hợp đúng không? I don't know, I feel not pretty at all. Con mèo mà nó đang ngồi trước camera. Trời ơi, mèo đang kia cái camera rồi.